Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Cuộc sống hôn nhân của Nguyệt Ánh và ông xã Ấn Độ khiến Ngọc Lan bất ngờ. Diễn viên Nguyệt Ánh có lần hiếm hoi tiết lộ chuyện hôn nhân của mình với ông xã người Ấn Độ, cô từng bị trầm cảm sau sinh khiến Ngọc Lan nghe xong thấy xót xa, đồng cảm. Nguyệt Ánh là nữ diễn viên quen thuộc trên màn ảnh nhỏ khi xuất hiện trong các bộ phim truyền hình đình đám như Cổng Mặt Trời, Sốc Tình, Dòng Sông Huynh Đệ, Gia Đình Phép Thuật, Hàn Mặc Tử, v.v. Kết hôn vào năm 2017 với huấn luyện viên yoga người Ấn Độ, nữ diễn viên vô cùng hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Dù không hoạt động trong showbiz, nhưng ông xã của Nguyệt Ánh lại vô cùng cảm thông với công việc bận rộn của vợ. Năm 2018, cả hai vui vẻ chào đón thiên thần nhỏ, bé Nanda. Tham gia chương trình chat với mẹ bỉm sữa, diễn viên Nguyệt Ánh mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả. Cô không ngần ngại chia sẻ chi tiết, chuyển biến tâm lý từ khi mang thai đến lúc chăm con nhỏ và những kiến thức thú vị để bảo vệ con tốt nhất. Đặt hy vọng vào lần mang thai đầu tiên, vợ chồng Nguyệt Ánh đã chuẩn bị, kế hoạch rất kỹ và không quá bất ngờ khi phát hiện có con. Tuy vậy, nữ diễn viên có phần lo lắng vì không thể tạm gác sự nghiệp ngay được. Nữ nghệ sĩ chia sẻ, thể trễ kỳ kinh là hai vợ chồng đến bác sĩ kiểm tra luôn vì đã có kế hoạch từ trước. Lúc đó tôi cũng hơi hồi hộp vì khi mang thai thì bụng sẽ to ra, mà lúc đó cũng đang tham gia chương trình cho đài VTV. Tôi đã gắn bó 8 năm và chương trình rất ý nghĩa nên không thể hủy được. Liên tục bị cuốn vào cuồng cay của công việc, diễn viên Nguyệt Ánh đã mang thai, vừa phải đi làm lịch trình dày đặc, thậm chí là đi đến những vùng sâu vùng xa. Địa hình gập ghềnh hiểm trở, bác sĩ thường xuyên khuyên bảo nên hạn chế để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé. Chia sẻ này của cô cũng khiến Ngọc Lan phát hoảng vì độ lì ít ai có được. Do duy trì khối lượng công việc suốt thời gian mang thai nên khi đến kết thúc chuyến hợp tác, một dấu hiệu cảnh báo đã khiến cho Nguyệt Ánh buộc phải tạm gác sự nghiệp ngay lập tức. Cho đến một ngày, Ánh bị xuất huyết đỏ trong quá trình đi công tác, do xe chạy dần và sốc quá nên tôi không cảm nhận được có gì đó khác biệt rồi. Tôi gọi điện hỏi bác sĩ và đi siêu âm, bác sĩ nói không thể nương tay được nữa, buộc tôi phải nằm một chỗ, nữ nghệ sĩ nhắc lại. Bước qua lần truyền dạ nhớ đời, nữ diễn viên càng thêm yêu thương và mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con, đặc biệt là vấn đề nuôi con bằng sữa mẹ. Là mẹ bỉm sữa trong gia đình có nhiều thế hệ nên văn hóa khác nhau, Nguyệt Ánh không tránh khỏi áp lực trong quá trình nuôi dạy con, thậm chí cô từng nảy sinh ý định tiêu cực. Tôi biết bản thân rơi vào giai đoạn trầm cảm luôn. Dù tôi cố gắng hết sức, nhưng nhiều khi sức khỏe của bé nằm ngoài kiểm soát của mình, con sốt hay bị gì đó, tôi cảm thấy căng thẳng, đến mức trầm cảm luôn. Tôi phải cố gắng tự đẩy mình ra khỏi suy nghĩ nguy hiểm đó vì không muốn người thân phiền lòng, cô kể. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.